Nắng nóng, điện áp quá tải không ổn định ảnh hưởng tới thiết bị điện và chất lượng cuộc sống gia đình bạn. Đừng lo, này đã có máy tự động ổn áp Euro Standard. Sử dụng 100% dây đồng, công suất máy vượt trội, phản ứng tức thì khi có sự thay đổi điện áp đầu vào. Thiết kế tinh tế với áp 3 đảo chiều giữa điện trực tiếp và điện qua ổn áp, bảo vệ quá dòng và quá áp qua hai tầng áp. Máy tự động ổn áp Euro Standard ổn định điện áp, bảo vệ thiết bị cho gia đình bạn. Sản phẩm được bảo hành 4 năm, đổi mới trong năm đầu sử dụng. Máy tự động ổn áp Euro Standard, thương hiệu xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Chế tạo Thiết bị Điện lưới miền Bắc. Nhân viên cứng nhất năm, MC tối nhà đài quỳt lương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Ngày 19 tháng 6 vừa qua, đài truyền hình KBN của Zambia đã gặp sự cố lớn khi bị một MC tố cáo quỳt lương ngay trên sóng truyền hình quốc gia. Đáng chú ý hơn, chương trình này còn đang phát sóng trực tiếp. Cụ thể, người dẫn bản tin Kalimina Kabinda đã tạm gác công việc điểm tin qua một bên và nói: "Thưa quý vị, chúng ta là con người và chúng ta được trả tiền cho những gì mình làm. Tuy nhiên, thật không may, tại KBN chúng tôi không được trả tiền. Tôi và các đồng nghiệp của mình đều chưa được trả lương dù đã quá thời hạn. Chúng tôi phải được trả lương." Sau khi Kabinda dứt lời, đài KBN đã cho cắt sóng bản tin. Hàng trăm khán giả đã gọi điện yêu cầu nhà đài giải thích. Trong một tuyên bố trên fanpage Facebook ngày hôm sau, ông Kennedy Bambwe, giám đốc KBN, cáo buộc Kabinda lên hình trong tình trạng say xỉn. Ông nói: "Chúng tôi rất bất ngờ trước hành vi say xỉn của một trong những người dẫn chương trình bán thời gian của đài trong bản tin chính phát sóng vào tối qua. Mặc dù vậy, ông không hề đả động đến việc nhân viên của đài không được trả lương." Theo Bambwe, đài KBN giống như bất kỳ tổ chức nào khác đã thiết lập các thủ tục khiếu nại cho tất cả nhân viên. Thông qua đó, họ có thể nêu lên thắc mắc của mình trong công việc. Do đó, hành vi tối hôm qua của Kabinda là rất khác thường và không đại diện cho chúng tôi với tư cách là một đài truyền hình. KBN sẽ mở một cuộc điều tra về sự kiện này và đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp với Kabinda hay bất kỳ ai có liên quan. Ông cho biết thêm. Bên cạnh đó, Mambe còn kêu gọi người xem không quan tâm đến kẻ hám sự nổi tiếng, ý chỉ Kabinda. Về phần mình, sau khi tố cáo nhà đài trên sóng truyền hình quốc gia, Kabinda đã đăng lại đoạn clip trên Facebook cá nhân với chú thích: "Đúng, tôi đã làm điều đó trên sóng trực tiếp. Việc hầu hết mọi người không dám nói ra, không có nghĩa là ai đó không nên lên tiếng về vấn đề này." Ngay lập tức, đoạn video đã thu hút được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng với hàng nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều người đã ca ngợi sự dũng cảm của Kabinda trong khi những người khác kêu gọi nhà đài trả lương cho nhân viên và gọi việc giám đốc cáo buộc Kabinda say xỉn chỉ là chiêu trò để đánh lạc hướng dư luận. Lúc đó, Kabinda không trả lời cáo buộc của Mambwe rằng anh đã say rượu trong khi làm việc. Nhưng trong bài đăng tiếp theo trên Facebook, anh đưa ra danh sách những việc anh phải làm vào ngày hôm đó để chứng minh rằng anh có rất ít thời gian để nhậu nhẹt. Cụ thể, Kabinda cho biết lúc 8 giờ sáng, anh dẫn một chương trình cuối tuần. Đến 9 giờ, anh dẫn một chương trình thể thao. Đến 3 giờ chiều, anh tiếp tục dẫn một chương trình khác. Và đến tối, anh chuẩn bị và dẫn bản tin. Kabinda viết: "Vậy mà lúc 7 rưỡi tối, họ bảo tôi say rượu. Vui lòng, hãy trả lương." Đến nay, đài KBN vẫn chưa đưa ra thêm thông báo nào liên quan đến sự việc hy hữu trên. Theo CafeBeach.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.